Sau lệnh hạn chế các đường bay nội địa đến và đi từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi và đến là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo công điện hỏa tốc vừa được Bộ Giao thông Vận tải gửi đến Tổng cục Đường bộ, Cục Đường sắt và các Sở Giao thông Vận tải địa phương vào tối ngày 29 tháng 3, từ 0 giờ ngày 30 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4, tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp đặc biệt, các Sở Giao thông Vận tải báo cáo Tổng cục Đường bộ để được xem xét giải quyết. Các tuyến cố định đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại chỉ vận chuyển hành khách tối đa 2 chuyến một ngày đối với các tuyến dưới 100 km. Đảm bảo số lượng hành khách trên một chuyến xe không quá 50% số ghế và trên xe không quá 20 người. Với các tuyến còn lại, chỉ vận chuyển hành khách tối đa một chuyến một ngày, đảm bảo số lượng hành khách trên một xe không quá 50% số ghế và không quá 20 người. Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị vận tải hạn chế tối đa việc vận chuyển hành khách đi đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác đối với các loại hình vận tải hành khách, tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận tải hàng hóa. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt và các doanh nghiệp vận tải đường sắt kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4, tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu địa phương. Đối với tuyến đường sắt Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh chỉ được khai thác tối đa 2 đôi tàu khách mỗi ngày. Trường hợp đặc biệt, Tổng Công ty Đường sắt, doanh nghiệp vận tải đường sắt phải báo cáo Cục Đường sắt để xem xét giải quyết. Các cục hàng hải và cục đường thủy nội địa hạn chế tối đa các chuyến tàu chở khách tuyến từ bờ ra đảo, có biện pháp quản lý chặt chẽ thuyền viên và hành khách đi tàu, khai báo y tế theo quy định phòng chống dịch COVID-19, phối hợp với các cảng, công ty hoa tiêu, có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hoa tiêu và công nhân xếp dỡ làm công việc trên tàu. Để khống chế một cách tối đa sự lây lan của dịch bệnh, những biện pháp hạn chế đi lại trên được nhiều người dân hưởng ứng và đồng thuận. Giảm nhu cầu đi lại của cá nhân chỉ trong một thời gian ngắn nhưng lại đảm bảo được dịch bệnh không bùng phát. Rất mong người dân nắm rõ thông tin và tuyệt đối chấp hành làm theo.